Hello, xin chào buổi sáng cả nhà mình này. Chúc cả nhà mình ngày mới tràn đầy năng lượng ạ. Rồi hôm nay mình lên đây để chia sẻ cái tư duy của người thành công. Chúng ta cùng cùng đọc những cái quyển sách, chúng ta học tập kinh nghiệm về cuộc sống và kinh doanh, cách mà chúng ta làm giàu vì mục đích là phát triển bản thân, nâng cao cái giá trị bản thân của mình. Xin chào tất cả các anh chị em ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng chào mừng các anh chị trở lại cái chương trình 21 ngày làm chủ sự giàu có, và mình ở đây cùng với tất cả các anh chị ha. Và đây là buổi thứ 9 để các anh chị ha. Và lời đầu tiên thì chúc cho tất cả các anh chị em, tất cả chúng ta có một buổi sáng tràn đầy năng lượng ạ. Trời, bao nhiêu trong số các anh chị ở đây sao quyết định mình là người có cái năng lượng cao nhất buổi sáng ngày hôm nay thì comment tôi được không ạ? Yes. Rồi bao nhiêu trong số anh chị ở đây ra quyết định tôi sẽ tham gia với 100% năng lượng để có một kết quả 100% thì comment tôi được không ạ? Rồi chính xác là như vậy ha. Và có một cái điều là gì ạ? Năng lượng là tất cả mọi thứ, năng lượng là năng lượng và năng lượng là sức khỏe, năng lượng là thành công, năng lượng là chiến thắng. Người nào có năng lượng cao hơn thì người đó là người chiến thắng. Vậy bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mình mong muốn chiến thắng trong các cuộc đời này ạ? Chiến thắng trong cái trò chơi về tài chính thì comment tôi. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây mong muốn chiến thắng cuộc chơi về mối quan hệ thì comment tôi nào. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mong muốn chiến thắng về cái trò chơi về sức khỏe ạ? Trò chơi về cái cuộc sống của mình thì comment tôi nào. Vậy thì để chiến thắng tất cả những cái trò chơi đó thì chúng ta bắt buộc phải có một cái nhân tố cực kỳ quan trọng, đó chính là năng lượng. Đó chính là năng lượng để và chúng ta có 100% năng lượng để tham gia và chiến thắng tất cả những cái cuộc chơi mà mình tham gia. Yes, vô cùng tuyệt vời ha, 100% năng lượng ạ. Và những anh chị nào chưa 100% năng lượng thì chúng ta hãy kích lên đi ạ. Năng lượng của chúng ta đâu ạ? Hãy giơ tay lên, hãy vận động đi ạ, để tham gia với 100% năng lượng. Bởi vì năng lượng là tất cả mọi thứ, nó giúp cho chúng ta chiến thắng tất cả mọi mọi cuộc chơi trong cuộc sống của mình. Yes, vô cùng tuyệt vời luôn hả? Bao nhiêu trong số anh chị đã ra quyết định là mình tham gia với 100% năng lượng ạ? Rồi, rất là tuyệt vời ha. Rất là tuyệt vời năng lượng không các anh chị ơi? Tham gia là chúng ta phải thấy năng lượng đúng không ạ? Chúng ta thấy được là cách mà bạn làm mọi mà một việc là cách bạn làm mọi việc. Cách mà ngày hôm nay bạn vào đây tham gia cái chương trình này và học tập một cách nghiêm túc, bạn học tập, bạn lắng nghe và bạn ghi chép, là bạn ứng dụng học tập với 100% năng lượng, thì chắc chắn là sang ngoài kia bạn ứng dụng những kiến thức này, bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, đạt được rất là nhiều thành công trong cuộc sống. Bởi vì cách mỗi người làm một việc là cách mỗi người làm tất cả mọi việc, cho nên là hãy làm tốt những việc đơn giản, những việc nhỏ thôi. Chúng ta tham gia với 100% thì đồng nghĩa là những cái việc lớn sẽ làm rất là tốt, rất là xuất sắc. Ok chưa ạ? Rồi, vậy thì hôm nay mình lên đây để chia sẻ những cái tư duy của người thành công ha. Chúng ta cùng đọc những cái quyển sách, chúng ta học tập những cái kinh nghiệm về cuộc sống và kinh doanh, cách mà chúng ta làm giàu vì cái mục đích phát triển, nâng cao cái giá trị bản thân mình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về một cái kỹ năng đúng không ạ? Một cái kỹ năng rất là quan trọng, nó cực kỳ là quan trọng, nó quyết định luôn một cái việc là một cách người giàu, một người giàu nó như thế nào. Khi chúng ta nói về một cái việc là một người làm chủ, một người làm chủ sự giàu có thì là gì ạ? Một người làm chủ sự giàu có thì là gì? Giàu có về tài chính, giàu có về cái tài sản, giàu có về tài chất, về vật chất và giàu có về cái sức khỏe, giàu có về cái trí tuệ, đúng không các anh chị ạ? Anh giàu có ở đây, nó phải đầy đủ cả ba yếu tố này, nó không phải chỉ một trong ba mà là cả ba. Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với mình là tôi giàu có, tôi làm chủ sự giàu có
là chúng ta không phải chọn là tôi giàu có về vật chất. Chúng ta giàu có, chúng ta có rất là nhiều tiền, là có nhiều người rất là nhiều tiền, nhưng họ không có sức khỏe. Như vậy cuộc sống của họ không có hạnh phúc, đúng không ạ? Có rất là nhiều người họ có rất là nhiều tiền, nhưng họ phải đánh đổi. Có rất là nhiều người họ đánh đổi vì cái việc tập trung kiếm rất là nhiều tiền luôn. Họ chỉ tập trung vào tiền thôi, họ bỏ đi, họ đánh đổi gia đình, sức khỏe, thậm chí là cả về những cái như là thanh danh, uy tín của họ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải biết là gì ạ? Không phải như thế là tiền không có giá trị. Tiền là một phần cực kỳ quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Nhưng mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta chiến thắng được cái cuộc chơi về tài chính, chúng ta thành công về cái tài chính thì chúng ta sẽ rất hạnh phúc, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây thấy hạnh phúc khi mà mình có rất là nhiều tiền ạ? Cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà mình có thể là lo được cho gia đình của mình. Mình không còn lo lắng về cơm áo gạo tiền, mình tự do về tài chính, mình làm những cái công việc mà mình yêu thích, mình không phải làm cái công việc mà mình không thích nữa, mình gặp những người mà mình không thích luôn, mình chỉ gặp những người mình thích thôi. Tôi làm việc vì tôi lựa chọn như vậy, chứ không phải là bắt, đúng không ạ? Rất là thích luôn cái việc mà khi chúng ta thành công về mặt tài chính, đúng không ạ? Hay chúng ta sống ở cái nơi mà chúng ta không thích. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây đã từng đi du lịch rồi ạ? Đi du lịch biển hay là núi hay là đi du lịch ở quốc tế, bạn cảm giác như thế nào? Nếu như bây giờ bạn tận hưởng cái trải nghiệm 5 sao, trải nghiệm 5 sao nó khác với 1 sao anh chị ạ? Trải nghiệm 5 sao nó đẳng cấp như thế nào? Bao nhiêu trong số anh chị đã từng trải nghiệm du lịch 5 sao rồi ạ? Đầu tiên là cái sự đẹp. Nó rất là đẹp, rất là sạch sẽ, dịch vụ rất là tuyệt vời. Bước vào khách sạn 5 sao thì chúng ta ngửi thấy một cái mùi là rất là thơm, rất là thơm, đúng không ạ? Được cái bạn tiếp viên rất là xinh đẹp, một người phục vụ rất là dễ thương, bưng cho chúng ta một cái ly nước chanh hay là nước giải khát thì nó rất là tuyệt vời. Chúng ta ngồi trên một cái ghế điện máy lạnh nữa, đúng không? Khi mà chúng ta lên phòng thì một cái phòng rất là đẳng cấp, thật là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và thơm tho. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây thấy là rất là tuyệt vời ạ? Yes, đi du lịch như vậy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Những cái việc đó chúng ta chỉ có thể mua được bằng tiền thôi các anh chị. Những cái việc đó chúng ta chỉ có thể có được bằng tiền. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây mong muốn rằng gia đình của mình, con cái của mình được học ở những ngôi trường tốt nhất ạ? Những ngôi trường mà thầy cô là những tinh anh, thầy cô là những giáo viên có trình độ rất là tốt, rất là tinh anh, rất là giỏi. Thậm chí học sinh và các bạn học sinh của con cũng đều xuất thân từ những học sinh tinh anh, cũng là những người bạn dễ thương luôn, rất là tốt. Chúng ta muốn con mình ở trong những cái môi trường như vậy không ạ? Chắc chắn rồi, đúng không? Nhưng mà cơ bản thì là gì? Một số anh chị nói rằng là ok, tôi muốn điều đó, nhưng mà giáo viên của con anh chị họ cần tiền, những ngôi trường đó họ cần tiền, cơ sở vật chất cũng cần phải có tiền để có thể vận hành những cái việc đó. Cho nên là chúng ta phải có tiền để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu đó. Nhà chúng ta không thể giải quyết bằng cái việc là đánh đổi bằng sức khỏe, hay đánh đổi bằng các thứ khác, hay đánh đổi bằng trí tuệ, hay là tình yêu thương, hay là một cái điều gì đó để trả học phí cho con của mình. Chắc chắn chúng ta phải trả học phí cho con bằng tiền rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị thấy được rất là rõ ràng rồi, đây là thực tế cuộc sống rồi. Nếu chúng ta muốn có một cái điều gì đó thì chúng ta phải đạt được nó, bất kỳ một điều gì, đúng không ạ? Nếu bạn mong muốn con mình có một môi trường học tập nào đó tốt thì bạn phải thành công về mặt tài chính, phải dư dả về tài chính, giàu có về mặt vật chất. Nếu như bạn muốn có nhiều thời gian hơn để dành thời gian với gia đình của mình, dành thời gian nhiều hơn với con cái, với cha mẹ, với vợ, với chồng của mình, có thời gian đi du lịch với người thân của mình, thì bạn cần phải tự do tài chính. Bạn không phải bó buộc thời gian vào cái gì đó,
bạn cũng không phải làm cái công việc mà bạn không thích, hay là bạn muốn theo đuổi một cái đam mê nào đó. À, thì bao nhiêu trong số anh chị ở đây là có những cái đam mê mình rất là thích à? À, nhưng mà cái đam mê đó không kiếm ra tiền cho mình đúng không ạ? À, thậm chí có những cái đam mê là mình phải tốn rất là nhiều tiền luôn. À, có những cái đam mê nó tốn tiền, nó không kiếm tiền cho mình, nhưng mà mình thích, mình đam mê cái đó nên mình sẵn sàng bỏ tiền ra đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có những cái đam mê mình phải bỏ tiền ra, cũng tốn tiền. Muốn theo đuổi đam mê thì sao? À, thì cũng phải có tiền. À, tiền để phục vụ đam mê. Chúng ta thấy là gì ạ? Tiền là quan trọng không ạ? Tiền nó không phải là tất cả mọi thứ, nhưng nó quan trọng đúng không ạ? Tiền nó không phải là tất cả, nhưng tiền nó cũng quan trọng, không kém gì oxy. Đi tất cả chúng ta phải sống bằng tiền. Anh chị nhắc lại theo mình ha. Tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền khiến cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. À, bây giờ chúng ta hiểu được điều này nên là mục tiêu của chúng ta là gì ạ? À, là làm chủ sự giàu có. Thì một trong những khía cạnh chúng ta cần phải tập trung là chiến thắng trò chơi về tiền bạc, chiến thắng trò chơi về tài chính. Và những người giàu họ tham gia cuộc chơi về tài chính là để chiến thắng, các anh chị, là để chiến thắng. Nó là việc khi mà tập trung là để chiến thắng. Mà muốn chiến thắng một cái trò chơi gì đó thì chúng ta phải hiểu hiểu luật. À, chúng ta phải biết cách chơi, chúng ta phải biết là cái người thắng những cái trò chơi đó họ có những tư duy, họ có những suy nghĩ gì. Vậy thì trong cái câu chuyện về tài chính thì cái yếu tố rất là quan trọng là những người giàu, là những người đã giành chiến thắng về cái trò chơi về tài chính, thì họ có những cái suy nghĩ gì. Những triệu phú đô la, những tỷ phú đô la, những người giàu họ đang có sở hữu những cái căn biệt thự, họ lái những chiếc siêu xe, họ có những sở hữu những chiếc du thuyền, họ có tòa nhà đúng không ạ? Họ sở hữu những doanh nghiệp, những tập đoàn, những tòa nhà, những chiếc phi cơ riêng đúng không ạ? Họ rất là giàu có. Vậy thì họ có những suy nghĩ gì? À, họ có những tư duy gì? Họ có những niềm tin gì mà khiến cho họ thành công? Vậy thì các anh chị biết 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 người giàu hay là người chưa giàu nó đến từ đâu chưa ạ? À, nó đến từ những cái suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc thì tạo ra hành động, và hành động thì tạo ra kết quả. Vậy thì sự khác biệt giữa cái người đang có trong tay hàng trăm triệu đô la, hàng tỷ đô la và một cái người không có gì cả, thì cái người thậm chí còn đang bị âm nợ nữa, thì sự khác biệt ở đây là gì ạ? À, nó không phải là cái người này thông minh hơn hay cái người kia có các yếu tố nào đó, mà là bởi vì nó khác biệt bởi cái thói quen, mà cái thói quen được tạo ra từ từ gì ạ? Từ niềm tin đúng không ạ? À, thói quen là những hành động mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta gọi là thói quen. Thói quen thì tạo ra kết quả. Và sự khác biệt giữa một người thành công về tài chính và một người không thành công về tài chính là gì ạ? Có phải là thói quen không ạ? À, thậm chí về sức khỏe nữa, chúng ta thấy là sự khác biệt giữa một người khỏe mạnh với một người đang đau ốm bệnh tật nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái thói quen của họ. À, nó đến từ cái thói quen ăn uống, nó đến từ cái thói quen luyện tập, nó đến uống nước. Uống nước rất là quan trọng ha. Tất cả thói quen sinh hoạt của họ dẫn đến kết quả sức khỏe của họ có khỏe mạnh hay không, và hay là những cái thói quen về tình yêu thương. Bao nhiêu trong số ở đây, các anh chị ở đây là cũng đang gặp cái vấn đề về mối quan hệ ạ? À, mình có vấn đề về mối quan hệ với người thân của mình đang có vấn đề với vợ chồng, với mẹ chồng, con dâu, hay với tất cả con cái, đúng không ạ? À, thậm chí với cả đồng nghiệp, với cấp trên, với nhân viên của mình, tất cả là mối quan hệ của mình hết. Vậy thì những cái người
tại sao lại được rất là nhiều người khác yêu quý. Có những người thì họ luôn hạnh phúc với gia đình của họ. Vậy thì nó đến từ đâu ạ? Cái kết quả nó đến từ cái thói quen của họ. Nó đến từ cách mà họ hành xử đúng hay không ạ? Cách mà họ đối nhân xử thế, cách mà họ làm việc, cách mà họ sinh sống, cái cách mà họ dành thời gian, cái cách mà họ yêu thương để mang lại gia đình hạnh phúc, mang đến những mối quan hệ hòa hợp. Và những cái thói quen đó nó rất là dễ, nó là những cái gì ạ, cái hành động, nó là những cái hành động, và mà những cái hành động đó nó đến từ niềm tin, nó đến từ tư duy, mà kết quả của chúng ta nó đến từ thói quen, mà thói quen là những hành động được lặp đi lặp lại, mà thói quen nó lại xuất phát từ những tư tưởng, từ tư duy, từ cái niềm tin, từ cái nhận thức của con người. Mà giờ nói về cuộc chơi về tài chính thì hôm qua bao nhiêu trong các anh chị đã tốt nghiệp được đại học ngày hôm qua là thói quen của người giàu ạ? Chúng ta tốt nghiệp được một bài học, được một thói quen cực kỳ quan trọng của người giàu, đó chính là kỹ năng. Kỹ năng là gì? Đó là kỹ năng quản lý tài chính, quản lý dòng tiền, quản lý tiền của họ. Và tất cả chúng ta đều thấy được rằng là gì? Mình ôn lại một tí bài hôm qua ha. Tất cả mọi người, dù giàu hay chưa giàu, dù bạn đang làm thuê cho một ai đó, bạn đang làm chủ hay đang kinh doanh, hay bạn đang làm cái gì đó, thì tất cả chúng ta đều có thể kiếm tiền được. Chúng ta kiếm tiền từ công việc của mình anh chị. Có đồng ý không ạ? Yes. Và khi mà chúng ta kiếm tiền thì bước thứ hai là gì? Bước thứ hai, thay vì chúng ta tiêu pha những số tiền đó, chúng ta thì để chúng ta dùng cái số tiền đó để chúng ta mua những cái tiêu sản. Chúng ta dùng cái số tiền đó để chúng ta ăn chơi nhảy nhót, đúng không ạ? Để mua những cái thứ không giúp cho chúng ta giàu lên, không giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn, không giúp cho trí tuệ của chúng ta tăng lên, thì chắc chắn thì cái đó là tiêu sản rồi. Và nếu như chúng ta tiết kiệm số tiền đó, và tiết kiệm không phải cho phòng tránh rủi ro anh chị ha, mà tiết kiệm cho một tương lai huy hoàng hơn về tài chính. Anh chị nghĩ lại ha, tôi tiết kiệm cho một tương lai huy hoàng hơn về tài chính, huy hoàng hơn về sức khỏe, huy hoàng hơn về các mối quan hệ, huy hoàng hơn về trí tuệ của mình, và huy hoàng hơn về tài chính, và huy hoàng hơn về về một cái mục tiêu rất là lớn anh chị ha. Vậy thì hãy nhớ cái điều đó, tiết kiệm rồi chúng ta mới đầu tư được. Bởi vì có những khoản tiền chúng ta không thể đầu tư với số tiền ít được. Chúng ta cứ tiết kiệm như vậy, tiết kiệm được thì sẽ có tiền, và có tiền chúng ta sẽ đầu tư được nhiều hơn. Và đầu tư thì hãy dùng tiền đầu tư cho tài sản của mình, đầu tư cho sức khỏe, đầu tư cho trí tuệ, và đầu tư cho tài sản, đầu tư cho cái vật chất của chúng ta. Rất là tuyệt vời các anh chị. Và sau đó khi mà tài sản nó tăng lên, khi mà anh chị khỏe mạnh rồi, và sức khỏe quan trọng nhất là mình cũng nhắc lại, vấn đề nhắc lại rồi ha, rất là nhiều người họ đánh đổi cái sức khỏe để họ kiếm tiền. Nhưng sự thật là gì ạ? Sự thật là không nên làm việc đó. Bởi vì khi mà bạn không khỏe thì bạn có bao nhiêu tiền cũng không giúp cho bạn hạnh phúc được. Lúc đó thì bạn có thông minh như thế nào, bạn có trí tuệ ra làm sao, bạn có hiểu biết như thế nào, thì dù những người xung quanh có yêu quý bạn ra làm sao thì cũng không thể cứu bạn được, đúng không ạ? Dù mối quan hệ của anh chị, tất cả mọi người có yêu quý anh chị như thế nào, dù những người xung quanh của anh chị, gia đình anh chị, đối tác của anh chị, đồng nghiệp của anh chị, dù bất cứ ai cả thế giới này có yêu quý anh chị đi chăng nữa, nhưng mà sức khỏe anh chị không còn nữa, thì anh chị có trí tuệ như thế nào, dù anh chị nhiều tiền như thế nào, thì lúc đó anh chị cũng không còn, lúc đó nó cũng không có tác dụng, không có giá trị, là chúng ta mất hết, đúng không ạ? Coi như là không còn gì cả.
chúng ta hoàn thành cái mục tiêu cuộc đời này rồi, chúng ta hoàn thành cái kiếp người này rồi, vậy thì chúng ta đều thấy một cái điều là gì? Vậy thì sức khỏe là cái nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất để chúng ta đầu tư. À, anh chị nói ha, anh chị nói đi ạ, tôi đầu tư cho sức khỏe của mình. À, và hãy thật sự nghiêm túc với việc này, bởi vì đừng có như những người khác. Có rất là nhiều người họ bảo vệ sức khỏe theo cách chủ động, có nhiều người bảo vệ sức khỏe theo cách bị động. Bảo vệ sức khỏe theo cách bị động là gì? Nó có nghĩa là đợi cho bệnh rồi mới chữa, đợi cho bệnh rồi mới chữa. Anh chị, anh chị hình dung chưa ạ? À, họ đợi cho bệnh rồi mới chữa. Anh chị hình dung ở đây là anh chị có cái máy móc, hay anh chị có cái xe, hay anh chị có cái điện thoại, hay là một cái thiết bị điện tử nào đó. Và bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với mình rằng là có những cái chúng ta trải nghiệm, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có những cái thiết bị máy tính và khi mà nó có gì đó không ổn đi ạ, và chúng ta mang đi sửa, thì có khả năng chữa được không? À, và khi mà chúng ta có một cái điện thoại không được ok, hay là một cái máy tính không được ok, hay là một chiếc xe chúng ta đang lái không được ok lắm, thì trong quá trình sử dụng chúng ta không chăm sóc nó tốt hay không bảo trì nó tốt, thì một thời gian sau nó sẽ bị gì ạ? À, nó sẽ bị hư hại, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta mang đi sửa, khi mà chúng ta mang đi sửa thì có thể là sửa được và cũng có thể là không sửa được. À, và có những cái không thể sửa được luôn thì làm gì ạ? À? Thì vứt một cái mới. À, đó là bắt buộc phải là như vậy. Nhưng mà cái cơ thể này có vứt đi mua cái mới được không các anh chị? Nếu mà nó hư rồi thì bạn có mua được cái mới không? Dù bạn có bao nhiêu tiền, dù bạn có hàng nghìn tỷ đồng hay nghìn tỷ đô la, mà cái cơ thể này không khỏe được thì cũng không mua được, không ai bán hết và không có cách nào để mua được. Nhưng mà giả sử đi ạ, là không đến mức nó hư hoàn toàn mà nó chỉ bị hỏng một vài chỗ thôi, ví dụ như cái máy tính nó hỏng cái con chip này kia, hoặc là cái màn hình, hay là bộ phận nào đó của một cái máy máy tính, hay cái điện thoại, hay cái xe của anh chị đi ạ, thì có một cái chỗ nào nó bị hư và chính là nguyên nhân nó khiến cho cái thiết bị nó không vận hành được, thì chúng ta chỉ cần thay cái thiết bị mới thôi. À, ví dụ như cái bô xe bị gì thì chúng ta chỉ cần thay cái bô xe mới thôi, hay cái bình ắc quy nó bị gì thì chúng ta chỉ cần thay cái bình ắc quy đó thôi, hay là cái điện thoại màn hình nó bị nứt rồi thì chỉ cần thay cái màn hình mới thôi. À, hay cái là cái bộ cục pin nó bị hư, nó bị chai rồi thì chỉ cần thay cái cục pin mới thôi. À, hay cái con chip máy tính, hay cái card màn hình, hay cái quạt, hay cái RAM bị cái gì đó, chúng ta chỉ cần thay thôi. Nhưng mình hỏi các anh chị là trái tim của anh chị có thay được không? Bộ não của anh chị có thay được không? Hay nội tạng của của anh chị có thay được không? À, thật ra thì với cái sự khoa học phát triển ngày nay thì có thể thay được. À, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó tốn rất 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 là nhiều tiền. À, tốn tiền mắc lắm, tốn tiền nhiều lắm. Và đương nhiên là gì ạ? Chúng ta hiểu rằng là có những người sẵn sàng họ hiến tặng những cái nội tạng cho chúng ta, nhưng thật ra nó tốn rất là nhiều tiền. Nhưng nhìn vào cái giá trị đầu tư thì theo các anh chị ngay bây giờ, ngay lúc này, nếu chúng ta không chăm lo cho cái sức khỏe của mình, chúng ta không chăm lo cho cái cơ thể của mình, chúng ta không chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, thì trong tương lai nó không tốt cho cơ thể chúng ta không sửa được, thậm chí nếu như có sửa được thì chúng ta cũng tốn rất là nhiều tiền, thì đó có phải là tiêu sản không các anh chị? À, nếu chúng ta không có sức khỏe thì chính cái cơ thể này sẽ trở thành tiêu sản không các anh chị? À, bao nhiêu anh chị hiểu được cái bài học này ạ? Và một nhà đầu tư, một nhà kinh doanh muốn chiến thắng trò chơi về tài chính thì có phải thì phải có sức khỏe. À, bao nhiêu trong số anh chị đã học được bài học là tôi là người chiến thắng cuộc chơi về tài chính ạ? À, và giờ là sức khỏe của anh chị đang không tốt, anh chị làm việc không hiệu quả, bạn tốn rất là nhiều tiền để chữa cái cơn đau đầu này, hay bị cái gì đó trong cơ thể của bạn, thì có phải bạn đang bị tổn thất về tài chính không ạ?
có phải bạn đang giàu lên không à, hay là có phải chính cái sức khỏe của mình không tốt là nó là một cái tiêu sản không ạ? Nó là một điều vô cùng quan trọng luôn. Nếu mà chúng ta nhìn ra được thì hãy đầu tư cho mình. Một số anh chị em nói rằng là tiết chế tài chính đi ạ. Mình ăn đạm bạc thôi. Thật ra ăn đạm bạc tốt. Thời buổi này ăn đạm bạc tốt ạ. Ăn nhiều thì sớm lên đường thôi. Nhưng mà ăn đạm bạc anh chị cũng phải biết rằng là chúng ta phải cho cơ thể này những cái chất, những cái thức ăn, những cái thực phẩm thật sự nó tốt cho cơ thể của mình. Không thể nói ăn đạm bạc thôi, bạn ăn mì tôm suốt cả ngày, bạn ăn thức ăn rẻ tiền thôi, bạn ăn thức ăn không có rõ nguồn gốc, những cái thức ăn có thể là quá cũ rồi, những cái món ăn đó chỉ là tiết kiệm vài chục nghìn hay vài trăm nghìn thôi. Thực ra nhìn thì có thể là chúng ta đang tiết kiệm được tài chính. Nhưng theo anh chị là hành vi đó có thực sự là tiết kiệm về tài chính không? Hành vi đó có thực sự giúp cho mình giàu có về tài chính không? Hay hành vi đó nó đang gieo cho mình một cái thói quen của việc là phá hoại chính cái sức khỏe của mình? Một cái thói quen là đang xây dựng một cái thói quen hệ quả trong tương lai mình sẽ tốn rất là nhiều tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sức khỏe mình không tốt, mình phải đi chữa những cái bệnh mà do chính cái thói quen của mình ngày hôm nay. Thói quen không tốt, cái cách mà chúng ta ăn uống, cái cách mà chúng ta luyện tập nó không tốt. Và trong tương lai đúng không ạ? Nội cái việc đi chữa bệnh thôi cũng tốn tiền. Và chi phí cơ hội là gì? Anh chị đang không khỏe, anh chị đang nằm trong bệnh viện, hay anh chị ở nhà, hay ngày hôm đó anh chị không làm việc được, anh chị làm việc không tập trung được, thì có phải chi phí cơ hội là anh chị không kiếm ra thu nhập không ạ? Chúng ta không có sức để chúng ta làm, chúng ta không tạo ra được thu nhập nữa. Có phải đó là một trong những cái được cực kỳ ảnh hưởng rất là lớn về cái dòng tài chính của chúng ta không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị hiểu được cái bài học này rồi ạ? Yes, vô cùng quan trọng ha. Vậy thì cho nên cái việc đầu tiên là đầu tư cho sức khỏe của mình và chăm sóc cho cái cơ thể này. Chăm sóc cái cơ thể này thật là tốt. Có thể là anh chị thay cái điện thoại được, có thể anh chị thay chiếc xe được, bất kỳ cái gì anh chị cũng có thể thay được. Nhưng cái cơ thể này thì nó lại là cái tài sản quý giá nhất và hãy chăm sóc nó thật là tốt. Và tiếp theo thì chúng ta nói về nếu như cơ thể anh chị khỏe mạnh thì sao ạ? Khi mà cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta làm việc hiệu quả. Bao nhiêu trong số anh chị biết được là nếu như anh chị uống đủ một ngày thì nội cái bộ não các anh chị hoạt động hiệu quả hơn và có một cái thói quen bạn cung cấp đủ nước cho cơ thể, đủ nước cho não thôi. Và khoa học đã chứng minh được là gì ạ? Nếu một người thiếu nước thì não của người đó bị teo lại và bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn cho những vấn đề. Thực ra chúng ta chỉ cần uống đủ nước thôi là chúng ta đã giải quyết được rồi. Đương nhiên là dư thì cũng không tốt, nhưng mà hãy uống đủ nước thôi là đã khỏe rồi. Nó chỉ là một cái thói quen thôi. Một thói quen thôi là đã thấy được cái sự khác biệt. Nó rất là quan trọng. Chỉ có một cái thói quen đó là bạn đã khỏe hơn người khác, bạn đã thông minh hơn người khác, là bạn đã làm việc hiệu quả hơn người khác. Vậy thì liệu bạn có giàu hơn người khác không? Khi mà chúng ta khỏe mạnh, trí óc của chúng ta minh mẫn, như hiện tại tất cả anh chị em ở đây, chúng ta cùng học từ mình, cùng cái kiến thức như nhau, cùng cái thời lượng thời gian như nhau đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có một cái nhóm người sẽ trở nên vô cùng thành công và giàu có. Nhưng mà chỉ có một nhóm người trở nên vô cùng giàu có sau buổi học ngày hôm nay, sau cái chuỗi livestream này, sau cái bộ video này, thì có một cái nhóm người sẽ thay đổi một cách tuyệt vời. Họ sẽ thay đổi cực kỳ ngoạn mục, họ sẽ chuyển mình ngoạn mục, họ sẽ lột xác và họ trở thành người vô cùng giàu có. Cuộc sống của họ thay đổi sang một cái trang mới hoàn toàn luôn.
Và cái nhóm này là nhóm 5%. À, bao nhiêu trong số anh chị ra quyết định mình trong nhóm 5% này? Yes, đương nhiên là 95% người họ xem cái video này, họ có thay đổi không ạ? Cuộc sống của họ tốt hơn, thu nhập của họ cũng tuyệt vời hơn, nhưng sức khỏe của họ cũng tốt hơn, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có thể làm điều đó. Tuy nhiên, một số và một hai yếu tố là sự khác biệt nhóm 5% là sự thay đổi hoàn toàn, và nhóm 95% chỉ tốt hơn thôi. Đó là nhóm 5% họ tham gia cuộc chơi 100% năng lượng. Các anh chị hả, hình dung là tại sao mình lại nói cái câu chuyện 100% năng lượng ạ? Nó vô cùng là quan trọng ạ. Bởi vì ở ngoài kia 5% những cái người trên thế giới, đúng không ạ? 5% những công việc kinh doanh là thành công và kiếm ra tiền. Anh chị để ý về trong thị trường, trong công việc kinh doanh hay trong tất cả mọi thứ là chỉ có 5% là kiếm được tiền thôi. Còn 90% là lỗ, 95% là đang chuẩn bị phá sản, 95% đang chuẩn bị đóng cửa, chỉ có 5% là sự kiếm được tiền thôi. Nhưng mà kiếm được tiền rồi thì tỷ lệ trở nên giàu có thì cũng có khả năng thành công. Và bây giờ là làm thế nào để bạn nằm trong nhóm 5% này ạ? Và mình đã nói ngay từ đầu, ngay từ ngày đầu tiên là gì? Đó là tất cả các anh chị em ở đây, tất cả các chị em ở trong cái chương trình này, đang xem cái livestream này đều có khả năng trong cái nhóm 5% đó. Bao nhiêu trong số anh chị em tin điều này ạ? Bởi vì nó đến từ cái niềm tin của chúng ta. Nếu như bạn không tin thì nó không xảy ra đâu ạ. Nên nó rất là quan trọng. Chúng ta tin là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải sống như vậy. Chúng ta sống như là một người 5% đang nằm trong top 5%. Hãy as it now. Hãy sống như thể đã đạt được rồi. Phải có thói quen của người giàu. Bạn phải có thói quen về việc ăn uống, về cái việc chăm sóc sức khỏe, về cái việc kinh doanh, về cái việc đầu tư, về cái việc quản lý về tiền, về cái việc lãnh đạo. Tất cả những cái việc chúng ta đang làm. Và sự khác biệt giữa nhóm 5% và nhóm 95% đó chính là tham gia với 100% năng lượng. Vậy thì tại sao lại 100% năng lượng? 99 có được không? 99,9 có được không? Nó chỉ hơn nhau có 0,1% năng lượng thôi. Có sao không? Vậy thì anh chị cho mình hỏi là nếu như bây giờ anh chị đi một chiếc máy bay, anh chị mua vé, anh chị bay vé máy bay ở một hãng máy bay, nhưng mà hãng máy bay này nó làm rất là tốt, nó cam kết 99,9% thôi, một con số rất là cao, rất là lớn, đúng không ạ? Thế thì bao nhiêu trong số anh chị này thấy là con số này rất là cao, gần như là hoàn hảo luôn. Nó cam kết 99% là hãng máy bay là gì? Một ngày có 100 chuyến bay thì chỉ có một chuyến bay là rơi thôi, còn 99% chuyến bay kia là an toàn hết. Thì bạn yên tâm đi. Tỷ lệ máy bay đậu an toàn là 99%. Bạn có đi không? Bạn có dám đi không? Nó quan trọng là bạn có dám đi không? 99% lận mà. Trời ơi, 99% yên tâm đi, không có rủi ro, chỉ là xui lắm mới bị thôi. Mình may mắn là không có gì đâu. Tuyệt vời lắm, không có gì đâu. Mình rất là từ thiện, rất là tích cực, rất là dễ thương. Mình gieo hạt rất là tốt, mình có phúc đức của ông bà nhiều lắm. Đúng không ạ? Chắc chắn là mình không có nằm trong nhóm kia đâu. Nhưng có dám đi không? Có dám bỏ tiền mua vé đi không? Có dám liều mạng đi không? Đúng không ạ? Thì sẽ có một vài anh chị đi và một vài anh chị không đi. Nhưng mà cơ bản là cho mình hỏi là anh chị là liệu rằng hãng máy bay đó có kinh doanh được nếu nó chỉ cam kết là 99% không?
có bao nhiêu người đi ạ? Thì chắc chắn là không có đúng không ạ? Ông bà phù hộ lắm, nhưng mà em quyết định cuộc đời của em. Em yêu đời lắm ạ. Vậy thì cơ bản chúng ta thấy rằng là 99% đã được chưa? Chưa. Hay là anh chị đi vào một quán bún bún riêu đi, hay là quán cơm, hay là một quán ăn gì đó. Một ngày nọ bán một ngày mà họ bán 100 tô. Họ phục vụ 100 khách hàng mà chỉ có một người ngộ độc thôi. Còn những người kia họ ăn vô họ khỏe hết. À, những người kia họ ăn vô họ khỏe hết. 9% rất là tuyệt vời, 99% rất là tuyệt vời. Một ngày chỉ có một người ăn là lên đường thôi, không sao đâu, cứ ăn đi. Bao nhiêu trong số anh chị đây dám ăn ở cái quán đó ạ? Rồi, vậy thì 99% đã đủ giúp cho bạn nằm trong top 5% thành công chưa? Hay là bây giờ có một một cái người họ kinh doanh về nước uống gì đó đi. Nước tăng lực, hay là nước ngọt, hay là rượu, hay là rượu tự làm gì đó. Rất là tuyệt vời luôn, 99% đúng không? Có 99 bình, chỉ có uống vô là chỉ có một bình dở thôi. 99 bình là uống vô là ngon. Vậy thì bạn có uống không? Bạn có mua không? Bạn có mua cái nước đó bạn uống không? À, bao nhiêu anh chị đã hiểu được cái bài học này rồi ạ? Vậy thì tại sao 99% cũng như là không? 99% là không, và không là đều như nhau. Từ số 0 tới số 99 thì đều có một kết quả, đó là thất bại. Bạn không kinh doanh được, bạn không ai mua hàng của bạn hết, không ai sử dụng dịch vụ của bạn hết, không ai quan tâm hết. Tại vì sao ạ? Tại vì 99% là không đủ, 99% là không đạt kết quả. Nếu anh chị tham gia với năng lượng 10%, 20%, 70%, thậm chí 99% thì sao? Thì kết quả cũng là không. Và chỉ có một cách duy nhất để bạn có thể nằm trong top 5% những người đang thành công, những người đang giàu có, đó là bạn tham gia 100% năng lượng. Tham gia với 100% năng lượng. À, các anh chị comment ạ. À, tôi tham gia với 100% năng lượng đi ạ. Và hãy học tập một cách nghiêm túc, và hãy làm việc một cách nghiêm túc, hãy ứng dụng một cách nghiêm túc. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc. Và hãy nhớ là gì ạ? Người thành công khác biệt với những người không thành công. Những người thất bại là gì? Đấy là người thành công, họ có kết quả. Kết quả là thành công. Kết quả là luôn luôn nói thật anh chị. Nếu muốn có kết quả thì hãy nhớ tư duy là gì ạ? Đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì tôi phải tạo ra kết quả tốt nhất. Tôi phải tạo ra kết quả xuất sắc nhất, tôi phải làm ra kết quả tuyệt vời nhất. Bởi vì sao ạ? Bởi vì 99% thì cũng là không. Vậy thì đã tham gia thì hãy tham gia 100%. Nếu như bạn tham gia 99% thì bạn không khác gì người không tham gia cả. Ok chưa ạ? Cái kết quả nó luôn nói sự thật. Cho nên đã không tham gia thì thôi, nhưng đã tham gia thì phải là người chiến thắng. Đã tham gia thì phải là người có kết quả lớn nhất. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây muốn chiến thắng trò chơi về về tài chính ạ? À? Mong muốn chiến thắng trò chơi về tài à, về sức khỏe, mong muốn chiến thắng trò chơi về mối quan hệ. À, vậy thì nếu tham gia, nếu không tham gia thì thôi, thì cứ chấp nhận cuộc sống như cũ đi. Cứ tiếp tục không có hạnh phúc, tiếp tục không có giàu có, tiếp tục không có khỏe mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta đã tham gia rồi thì hãy tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng, và để chiến thắng thì hãy tham gia với 100% năng lượng. Yes. Và năng lượng là tất cả mọi thứ. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta ứng dụng trong cái kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng quản lý dòng tiền. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là cam kết với mình là gì ạ? Áp dụng cái công thức đó, cái công thức quản lý dòng tiền đó, cái công thức quản lý dòng tiền của những người tỷ phú đó, thì hãy comment tôi. Cam kết luôn.
người khác nói gì, người khác làm gì thì cứ kiếm được tiền thì đầu tư vào sức cho sức khỏe, đầu tư cho trí tuệ, đầu tư cho mối quan hệ. Và đương nhiên chúng ta nói về sức khỏe là điều vô cùng tuyệt vời. Tài chính tuyệt vời chưa? À, tài chính thì cực kỳ tuyệt vời rồi, còn trí tuệ thì sao ạ? Trí tuệ còn tuyệt vời hơn. Trí tuệ là tuyệt vời hơn. Khi chúng ta có trí tuệ thì sao? Thì giá trị của chúng ta tăng lên. Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với Minh là các anh chị tiếp xúc với Minh được tầm là 9 ngày. 9 ngày thôi, trí tuệ của anh chị đã tăng lên cao hơn rất là nhiều. Bao nhiêu trong số anh chị thấy được là so với bản thân mình, anh chị trưởng thành hơn, anh chị khôn ngoan hơn, anh chị biết được mình cần làm gì, không nên làm gì chưa? À, chúng ta thay đổi từ cái nhận thức bên trong thì chúng ta có những hành động mới, chúng ta có những thói quen mới, chúng ta có kết quả mới. Vậy thì điều đó nó đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ cái trí tuệ của chúng ta tăng lên. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Cái vấn đề nó chỉ là vấn đề với những người họ không biết cách làm thôi. Vấn đề đến với những người không biết cách giải quyết thôi. Giống như cái câu đố, nó chỉ là câu đố khi bạn không có câu trả lời. Cái mê cung nó chỉ là mê cung khi bạn không có thoát ra được. Khi mà bạn không có cái tấm bản đồ, bài toán đúng không ạ? Nó chỉ là bài toán khi mà bạn không có lời giải thôi. Với một học sinh lớp 1, nó giải đề toán lớp 12 thì chắc chắn nó không giải được. Nhưng người đang học lớp 12 hoặc người đã đậu đại học rồi thì có dễ không ạ? Thậm chí là thầy, bậc thầy luôn rồi, người mà ra đề, người mà biết được bài học đấy thì với họ có dễ đúng không ạ? Thì rất là dễ đúng không ạ? À, cái vấn đề là nó không có dễ đi ạ. Một trong những vấn đề làm thế nào để tôi gia tăng thu nhập của tôi? Làm thế nào để tôi kiếm được 1 triệu đô la trong vòng 1 năm? Cái vấn đề là làm thế nào để tôi giảm cân đây? Làm thế nào để tôi có cái vóc dáng đẹp đây? À, làm thế nào để tôi giảm ăn được và tập thể dục cho đẹp đây? Làm thế nào để tôi bớt nóng tính và kiểm soát được cảm xúc của mình đây? Làm thế nào để tôi làm việc chăm chỉ hơn? Làm thế nào để tôi không còn trì trệ nữa? Làm thế nào để tôi nghiêm túc hơn? Làm thế nào để tôi tham gia 100%? Làm thế nào để tôi dành thời gian ra đọc sách đúng không ạ? Những cái đó là những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không giải quyết được, nó chỉ là vấn đề khi mà cái giá trị của chúng ta chưa đủ. Khi cái hiểu biết của chúng ta chưa đủ, vấn đề nó chỉ là vấn đề khi mà nó lớn hơn chúng ta thôi. Bao nhiêu anh chị đồng ý với mình là có những vấn đề cách đây 5 năm, 10 năm trước, anh chị thấy nó rất là khó. Anh chị mất rất là nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, thậm chí là tiền bạc để giải quyết nó. Nhưng mà ngày hôm nay, anh chị thấy nó, anh chị giải quyết nó dễ dàng. Nó cực kỳ dễ dàng, giải quyết rất là dễ luôn. Tại sao ạ? Có phải là vấn đề nó dễ, nó tự dễ hơn không? Không, vấn đề nó không dễ hơn, mà là do chính chúng ta mạnh hơn, chúng ta giỏi hơn, tư duy của chúng ta tăng lên, trí tuệ của mình tăng lên, kỹ năng của mình mạnh hơn, kỹ năng của mình tốt hơn, và do giá trị của chúng ta tăng lên. Do chính giá trị của chúng ta tăng lên. Và cái vấn đề đó có thể hiện tại nó không phải là vấn đề của anh chị nữa rồi. Nhưng với người khác nó lại là vấn đề của họ. Vì họ chưa đủ tư duy, họ chưa đủ cái hiểu biết, họ chưa đủ mạnh để họ có thể giải quyết vấn đề đó. Vậy thì đó là lý do vì sao chúng ta, tất cả chúng ta phải học tập, và tất cả chúng ta cần phải phát triển, tất cả chúng ta cần được giáo dục đúng không ạ? Muốn thành công thì cái việc của con người là cần được giáo dục, cần được học tập, cần được phát triển. Và khi chúng ta được giáo dục thì
thì nó chính là cái nền tảng của sự thành công. Và nếu như bạn muốn thành công, bạn muốn có nhiều tiền, vấn đề là gì ạ? Vấn đề là làm sao để trong năm nay tôi kiếm được 1 triệu đô la doanh thu thôi. Doanh thu tuyệt vời không ạ? Nếu là lợi nhuận thì nó tuyệt vời hơn. Thậm chí là gì ạ? Một số anh chị đã kiếm được 1 triệu đô la lợi nhuận trong một năm rồi. Thì vấn đề là làm sao mình có thể kiếm được 1 triệu đô la trong một tháng đây? Tôi có thể kiếm 24 tỷ lợi nhuận trong 30 ngày đây. Đây, đó là một cái vấn đề. Nhưng với một số anh chị đã kiếm được 1 triệu đô la trong một tháng rồi, thì cái vấn đề tiếp theo của họ là gì ạ? Làm thế nào để tôi có thể kiếm được 1 triệu đô la trong vòng một tuần đây? Nó lại tiếp tục như vậy. Là như vậy. Cái người có thể kiếm được 1 triệu đô la trong một tuần thì sao ạ? Vậy thì cái vấn đề của họ là gì ạ? Làm sao tôi có thể kiếm được 1 triệu đô la trong một ngày đây? Làm sao tôi có thể kiếm được 24 tỷ trong một ngày đây? Rồi làm sao, làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô la trong một giờ đây? Rồi làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô la trong vòng một phút đây? Rồi làm thế nào từng giây phút tôi thở thôi tôi cũng kiếm được tiền. Trong từng lúc mình ngủ thôi, tiền cũng kiếm được rất là nhiều. Thu nhập của chúng ta tăng lên rất là nhiều. Vậy thì vấn đề của mọi người là khác nhau anh chị. Để mà kiếm được 1 triệu đô la trong một phút, thì bạn phải đạt được cái level của người có thể kiếm được 1 triệu đô la trong một giờ. Bạn phải vượt qua được cái người có thể kiếm được 1 triệu đô la trong một ngày. Bạn phải vượt qua được cái người có thể kiếm được 1 triệu đô la trong một tuần. Bạn phải vượt qua được cái mục tiêu là kiếm được 1 triệu đô la trong một tháng. Và bạn phải vượt qua được cái mục tiêu là kiếm được 1 triệu đô la trong một năm. Anh chị đồng ý với mình không ạ? Và một trong những cái lý do là nhiều người thất bại trong cuộc sống của họ là họ đặt mục tiêu quá là cao. Nhưng họ không làm được. Không làm gì được. Họ không làm gì hết. Họ không bước lên. Họ không tiến lên phía trước. Họ không có phát triển để họ có thể chinh phục được từng cái cột mốc nhỏ. Và như hôm trước mình đã chia sẻ với các anh chị cách để anh chị đạt được mục tiêu, đúng không ạ? Đầu tiên là các anh chị phải biết mình muốn gì. Bạn viết ra cái mục tiêu của mình. Sau đó bạn chia nhỏ cái mục tiêu mình ra. Nếu bây giờ một phút anh chị kiếm 1 triệu đô mà anh chị chưa kiếm được thu nhập, và thậm chí thu nhập chưa có được 1 triệu trong suốt 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm cuộc đời. Thậm chí chưa kiếm được 1 triệu đô mà giờ anh chị đặt kiếm 1 triệu đô trong một giờ thì nó phi thực tế nè. Nó phi thực tế anh chị. Chúng ta phải đi từng bước một. Và cái bước đầu tiên là bước đơn giản nhất. Trước khi bạn kiếm 1 triệu đô la trong một giờ, thì đó là cái câu chuyện chúng ta đặt ra trong mục tiêu trong 5 năm tới, 10 năm tới. Thế thì chúng ta phải thấy được là đầu tiên, đúng không ạ? Đi được cái bước nhỏ trước là kiếm 1 triệu đô la trong một năm trước đi. Lợi nhuận nếu nghe kinh quá thì viết doanh thu đi ạ. 1 triệu đô la doanh thu đi ạ. Coi như một tháng doanh thu là 2 tỷ. Một tháng doanh số của tôi là 2 tỷ. Có thể là doanh số bán hàng, doanh số kinh doanh 2 tỷ, đúng không ạ? Cái con số kỳ diệu các anh chị ha. Có con số kỳ diệu của các anh chị là gì? Doanh số 2 tỷ một tháng của anh chị, đúng không ạ? Hay nói về đi làm thuê cho người khác, chúng ta cũng có thể hoàn toàn trở nên giàu có. Một tháng có 200 triệu, đúng không ạ? Mà bạn lại đi mà bạn lại quản lý tiền, bạn lại đầu tư cho sức khỏe, bạn lại đầu tư cho trí tuệ, bạn lại đầu tư cho vật chất tài chính, thì một thời gian sau 200 triệu đó nó giúp cho bạn kiếm được 2 tỷ. Một thời gian sau bạn lại kiếm được 20 tỷ, rồi bạn lại kiếm được 200 tỷ, và cứ tăng lên như vậy, đúng theo cái công thức quản lý tiền.
Không nhất thiết anh chị phải kinh doanh cái gì đó. Đương nhiên là kinh doanh thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Nếu như bạn biết, nếu như giỏi kinh doanh, bạn có một cái người mà có cái sự khát khao kiếm tiền nhanh hơn thì bạn tham gia vào việc kinh doanh. Hãy trở thành người chủ doanh nghiệp, hãy trở thành người làm kinh doanh, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ được trả công theo kết quả. Trong những ngày tiếp theo, thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cái việc phân tích tư duy của những triệu phú. Tại sao có những người mất 10 năm, 20 năm mới kiếm được 1 triệu đô? Nhưng có những người họ chỉ mất 1 năm để làm chuyện đó thôi. Có những người chỉ mất 6 tháng hay 3 tháng để làm chuyện đó thôi. Chúng ta phải biết rằng công việc nào, ngành nghề nào cũng cao quý cả. Dù anh chị làm bất kỳ công việc gì, dù anh chị làm bất kỳ ngành nghề gì, dù anh chị có đang làm thuê cho người khác, anh chị có đang làm tự kinh doanh, hay anh chị làm đầu tư, hay anh chị có một kinh doanh, một cái hệ thống nào đó, đúng không ạ? Thì tất cả mọi ngành nghề, nếu như tạo ra giá trị cho xã hội thì đều cao quý cả, tuy nhiên là thu nhập khác nhau. Và cái thứ mà chúng ta đang nói tới trong ngày hôm nay đó chính là công cụ của những người giàu. Ngày hôm qua chúng ta đã nói sơ qua về một kỹ năng, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới sẽ nói công cụ để kiếm tiền, công cụ kiếm tiền của người giàu, đúng không ạ? Công việc của họ, họ làm cái gì để giàu, họ tham gia lĩnh vực gì, họ nắm bắt được xu thế gì để thành công, những cái công cụ, đúng không ạ? Công cụ để kiếm tiền, công cụ tạo ra tài sản, công cụ để giúp chúng ta, đa số chúng ta, hầu hết tất cả mọi người, hơn 99% mọi người ở ngoài kia đều được dạy là gì ạ? Hãy đi học đi, hãy học tập thật là tốt, học để có cái bằng thật là giỏi. Ở đây bao nhiêu trong số anh chị ở đây đã từng tin như vậy ạ? Học thật là giỏi để có một cái công việc thật là tốt, một cái công việc tuyệt vời, một cái công việc thật là tuyệt vời anh chị. Một cái công việc thu nhập cao, lương cao, một thời gian sau chúng ta có thể giỏi hơn, học tập và phát triển giỏi, thì bạn có thể được thăng chức, được tăng lương, và thậm chí bạn có thể nhảy qua một cái công việc khác, bạn có thể nhảy một công ty khác làm cho công ty lớn rất là nhiều tiền. Làm trong vòng 40 năm sau bạn sẽ nhận được cái lương hưu, đúng không ạ? Lúc đó bạn sẽ được tự do về thời gian, bạn nhận được cái tiền lương hưu ở tại đó, và sau thời gian bạn hoàn thành cái kiếp người này đó, và tất cả chúng ta đều được dạy như vậy. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy là thực sự nó không phải là một cách, chúng ta không chỉ có một con đường để làm điều đó đâu ạ? Nó vô số những cái cách khác để tạo ra thu nhập, chỉ là chúng ta không được dạy thôi. Và bao nhiêu trong số anh chị mong muốn biết được điều này, bao nhiêu trong số anh chị muốn được điều này? Nếu anh chị muốn biết thì trong cái chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời thì thầy của mình sẽ chia sẻ cho các anh chị trong chủ nhật tuần này. Thì thầy của mình sẽ chia sẻ cái công cụ kiếm tiền để có thể giúp cho bạn kiếm được rất là nhiều tiền. Không chỉ bằng một cái cách tư duy làm thuê cho người khác, mà bạn có rất là nhiều mô hình kinh doanh, rất là nhiều công cụ kiếm tiền mà bạn không biết. Có thể hiện tại bạn chưa có tiền, có thể bạn chưa có kiến thức, bạn chưa có kinh nghiệm, nhưng vẫn sẽ có cái cách nào đó phù hợp với bạn hơn. Và đương nhiên nếu như bây giờ anh chị là người đang có tiền, đúng không ạ? Có thể anh chị đang có vài tỷ, vài chục tỷ, nhưng mà bây giờ chúng ta không muốn tốn nhiều công sức để làm việc, mà tôi có muốn một cách nào đó để có thể kiếm ra tiền. Vẫn có cái mô hình đó cho anh chị, vẫn có cái cách cho anh chị gia tăng thu nhập, gia tăng tài sản hơn. Cho nên là những anh chị mà chưa đăng ký tham gia chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời thì ngay hôm nay hãy đăng ký với mình để biết được cái công cụ kiếm tiền, để biết được cái xu thế của xã hội, xu thế của thị trường là gì.
Những người giàu họ đang quan tâm đến lĩnh vực gì? Những người giàu họ đang làm gì? Những người giàu họ đang làm gì? Cái mô hình kinh doanh của họ, những cái mô hình tạo ra thu nhập của họ, họ làm cái gì mà họ giàu vậy? Không có một ai có thể đi làm thuê mà có thể là giàu có được. Rất là hiếm, rất là khó luôn. Thậm chí là triệu phú, nếu mà bạn làm thuê thôi, bạn làm thuê cả đời mất vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Nhưng ở đây có một cái con đường tắt, mà cái con số nó sẽ rút ngắn hơn, nó chỉ tốn 1 năm, 2 năm thôi, thậm chí có chỉ 6 tháng, vài 3 tháng thôi. Bởi vì nó có những cái cách khác, có những cái con đường tắt ngắn hơn. Và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn mình đi đường tắt này ạ? Nếu như có một cái con đường tắt mà có nhiều người đi thành công rồi, họ đã giàu có rồi, họ giàu một cách quang minh chính đại luôn. Họ giàu có, họ hạnh phúc, họ thành công và họ tự hào, đúng không ạ? Và họ lại tiếp tục đi cái con đường tắt đó và họ lại cứ giàu lên rất là nhanh chóng. Cứ mỗi năm họ lại cứ sở hữu thêm một căn biệt thự. Cứ mỗi một năm họ lại sở hữu thêm một bất động sản. Và lại có những tập đoàn, những công ty lớn, họ lại làm được những điều đó. Cứ mỗi một năm họ lại làm vài chuyến du lịch, đúng không ạ? Rất là hạnh phúc và họ lại sở hữu nhiều tài sản hơn, đúng không ạ? Và tại sao họ lại làm điều đó? Không phải họ làm thuê đâu anh chị. Không phải họ đi làm việc cho người khác đâu ạ. Có những cái cách khác, có những cái mô hình kinh doanh giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền. Chỉ có thể là do anh chị chưa được học thôi. Bao nhiêu trong số anh chị sẵn sàng học cái điều này thì comment tôi tham gia. Và ở cái chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời thì trực tiếp thầy của mình hướng dẫn anh chị những cái cách để có thể là anh chị kiếm được ra tiền. Ngoài việc làm thuê vẫn còn những cái cách thức khác để có thể. Lý do tại sao lại giàu, xu thế là gì? Xu thế là gì? Làm thế nào để tôi tạo ra thu nhập này? Những người giàu họ đang quan tâm lĩnh vực gì? Dòng tiền của thế giới đang chảy về đâu? Làm sao để tôi có thể tham gia vào đó? Và tôi nên làm gì đây? Thì hãy comment, thì hãy đăng ký tham gia chương trình 60 ngày trong tuần này. Và đó là cái công cụ kiếm tiền. Chúng ta đã biết về kỹ năng, về công cụ và về tư duy. Và trong những ngày tiếp theo thì mình chia sẻ kỹ hơn về tư duy. Bây giờ chúng ta kết thúc ở đây ha. Và mình cũng gửi tới anh chị một lời chúc, đó là luôn luôn tràn ngập ý niệm của sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, may mắn và tự do và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các anh chị vào 10 giờ sáng ngày mai các anh chị nhé.